Rồi, hello anh em nhá. Đây, mình lên hình cho các bác một em họ mì rất là đẹp luôn. Đấy, cao cầu, đuôi trắng cánh trắng nhá các bác nhá. Đấy, đuôi lá vả. Mà chim nó vừa về các bác ạ. Đấy, chưa kịp cho tắm luôn anh em ạ. Nhưng mà chim hot tốt quá nên là quay clip luôn cho anh em thẩm nhá. Chim đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. Chưa tắm nên là lông lá nó hơi sơ xác thì anh em thông cảm nhá. Đấy, cao cầu đuôi lá vả. Đây, các bản đuôi này nó bị gãy mất một chút thôi nhá các bác nhá. Cái bản đuôi này mà nó mà đầy đủ thì nhìn bản đuôi rất là to luôn, anh em có thể nhìn thấy. Đấy, đuôi trắng cánh trắng luôn các bác. Đầu mặt cũng rất là đẹp nhá. Đấy, giọng hay, chơi tốt cực kỳ luôn. Vừa về em vừa thả ra lồng luôn các bác. Anh em có thể thấy đây, cho các bác xem nhìn kỹ chân nhá. Đấy, chân thì vẫn còn dính phân này các bác thấy không? Đấy, ở trên ngón chân đấy. Lông đuôi thì rất tiếc là em chuyển vào hộc nhỏ ấy, nên là con chim này nó lại bị tách mất một chút lông đuôi thì là rất là đáng tiếc luôn, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến tố chất của con chim cả các bác nhé. Trời rất tốt. Đấy, rất đẹp luôn, cao cầu nhìn rất là thoáng chim các bạn, giọng rất là hay nhá, treo lên chơi. Đấy, anh em thấy không? Thì quay lại nhá, rõ cánh trắng, đuôi trắng của anh em luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Họ mì, mình củ đậu các bác nhá. Mình củ đậu này thì chơi rất là bền này, rất là bền sức luôn. Chim đẹp, hot quá là đỉnh. Chim mới về mà chơi như này là bản lĩnh rất là tốt rồi các bác nha. Đấy, bản đuôi muốn xòe ra rồi các bác cả, muốn bung ra rồi. Đấy, em chim này mới về thì em sẽ quay clip khoảng 5-7 phút cho anh em có thể thẩm qua chim nhé. Bởi vì là nó hot tốt quá nên là về anh em phải tắm rửa đi cho nó sạch sẽ đi vì mới quay clip cho anh em xem. Nhưng mà bởi vì nó ở trong hộc ấy thì chưa cho ra, nó đã hot ở mầm rồi, thấy hot tốt quá nên là em cho ra lồng em quay clip luôn. Đuôi lá vả đẹp quá. Em zoom sát đầu mặt cho anh em xem này. Với cái tốc độ mỏ của em này thì có quay 57 phút hay chục phút thì nó vẫn hot thế thôi các bạn. Đấy, mà chỉ mới về nhá, em xin phép các bác là em cho nó đi tắm rửa cũng như ăn uống một chút, vì là vừa về đấy các bác thấy không, lông lá nó bẩn, nó còn là rất là muốn tắm rồi em này ấy. Cánh đuôi trắng các bác thấy đẹp không, quá ưng luôn đấy. Clip em sẽ để khoảng 6 phút nha các bác nhá.